trong buổi chiều ngày hôm nay được đón tiếp các quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo của huyện và ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu bà Đào Thị Hồng, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, đề nghị quý vị đại biểu nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng, đề nghị quý vị đại biểu nhiệt liệt hoan nghênh. Để đảm bảo ổn định trong và ngoài khu vực xây vật, đề nghị các đồng chí phụ trách công tác an ninh trật tự và kính đề nghị quý khán giả sẽ hết sức là lưu ý. Ban tổ chức của tôi sẽ dành riêng hai bên khán đài dành cho các quý vị khán giả xem và cổ vũ. Đề nghị các đồng chí mời tất cả quý khán giả không có nhiệm vụ, không đứng tập trung ở khu vực điều hành của ban tổ chức chúng tôi. Đề nghị các đồng chí phụ trách công tác an ninh trật tự và đề nghị tất cả quý khán giả sẽ theo sự sắp xếp phân công bố trí của ban tổ chức tôi sang hai vị trí bên phải và bên trái của khán đài. Đề nghị tất cả các khán giả ngoài các hàng đô đến đăng ký thì đứng lên phía trước để đăng ký với ban tổ chức của tôi. Còn lại là đề nghị tất cả khán giả sẽ sang hai bên khán đài, bên phải và bên trái theo hướng của ban tổ chức chúng tôi. Đề nghị các đồng chí lưu ý. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, rất vinh dự trong buổi chiều ngày hôm nay, bà Đào Thị Hồng, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng về dự chỉ đạo và cổ vũ và đã ủng hộ ban tổ chức giải 1 triệu đồng. Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn và đề nghị quý vị nhiệt liệt chào mừng. Kính chúc và cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng.